Và bây giờ xin mời bà con mình nghe bài Mặt trận suối Tàu Ô, Hầm và Chốt Sa Cam của nhóm tác giả Mạch Văn Trường, Trần Văn Tính, Nguyễn Ngọc Ánh, Lê Hoàng Ân và Lê Thị Kim Liễu. Mặt trận suối Tàu Ô, 12 cây số Bắc quận Chơn Thành. Trung đoàn 43 sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng hòa duy nhất còn lại trong tay vị tân tư lệnh Đại tá Lê Minh Đảo cùng Trung tá Trần Bá Thành, trung đoàn trưởng chỉ huy, được tăng cường thiết đoàn 5 chiến xa hỗn hợp M41 và M113 do Đại tá Trương Hữu Đức chỉ huy, xuất quân khởi đầu từ căn cứ Lai Khê mở đường lên quận Chơn Thành. Trong ngày đầu, chỉ bị cản trở bởi pháo binh tầm xa 130 ly của địch bắn chặn, các đơn vị diện địa cấp nhỏ của cộng quân bắn khuấy nhiễu như kiểu du kích tại vùng Bầu Bàng, bị các chiến binh trung đoàn 43 bộ binh và thiết đoàn 5 kỵ binh trượt đuổi chạy lòng quanh các giao thông hào đã được đào sẵn từ mấy ngày trước. Cuối cùng, trung đoàn 43 bộ binh và thiết đoàn 5 kỵ binh Việt Nam Cộng hòa cũng đến được quận Chơn Thành vào chiều ngày 7 tháng 4 năm 1972, tạm hoàn tất khai thông trục lộ quốc lộ 13 từ Lai Khê đến quận Chơn Thành. Tiếp qua ngày 8 tháng 4, trung đoàn 43 và thiết đoàn 5 kỵ binh vượt quận Chơn Thành tiến về An Lộc, nhưng khi các đơn vị hỗn hợp bộ binh và chiến xa vừa đến con suối có tên là suối Tàu Ô, thì bị chạm súng nặng với đơn vị cấp trung đoàn của cộng quân có công sự phòng thủ hẳn hòi và bị pháo tập rất nặng, buộc phải dừng lại bên này bờ suối, yêu cầu pháo binh tại quận Chơn Thành bắn yểm trợ và không quân Việt Nam Cộng hòa oanh kích. Suốt cuộc chạm trán kéo dài gần suốt ngày, lực lượng Việt Nam Cộng hòa không tiến lên được bởi hàng loạt hầm hố kiên cố có nắp che pháo chi chít khắp nơi trên hướng tiến quân của quân Việt Nam Cộng hòa. Loại hầm hố này của cộng quân được gọi là chốt kiện. Sau vài đợt xung phong của các chiến binh trung đoàn 43 bộ binh, thay người ngã gục, máu người bắt đầu đổ dãy đầy trên dòng suối cạn. Và rồi tin không lành đưa đến giữa lúc chiều gần tàn, Đại tá Trương Hữu Đức bị trúng đạn phòng không của cộng quân đã tử trận. Ngay trên trực thăng của ông bay điều khiển đoàn cơ giới vượt qua suối, đánh bọc phá vỡ vài chốt kiện của cộng quân. Cuộc tấn công phải khựng lại và các tiểu đoàn của Trung đoàn 43 Sư đoàn 18 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa sau 3 lần tấn công vào chốt địch có chiến xa và thiết vận xa bắn trực xạ vào những chốt của địch quân cũng phải rút lui trở lại vì mỗi vùng chốt địch đều được bao trùm một trận địa pháo có tọa độ sẵn từ xa. Khi được sự yêu cầu của cán bộ chỉ huy địch quân trên vùng trận địa đó, cho tới chiều tối, các đơn vị bạn phải rời vùng cứ địa chốt, trút ra ngoài vòng pháo với sự hao hụt khoảng 30% quân số, cần phải được bổ sung sau 2 ngày chiến đấu liên tục từ Lai Khê đến Tàu Ô. Nhận được tin báo của Đại tá Lê Minh Đảo về tình hình chiến trận hiện hữu khó vượt qua được các chốt kiện chi chít trên trận địa rộng khoảng 1 cây số vuông xung quanh ấp Tàu Ô và cái chết của Đại tá Đức, thiết đoàn trưởng thiết đoàn 5 hỗn hợp, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 chấp thuận cho các đơn vị thu quân về phía nam con suối để chờ bổ sung quân số và nghiên cứu lại loại chốt kiện khúc mắc này. Thế nào là chốt kiện? Chiếu theo lời một cán bộ trong trại cải tạo còn sống sót trong trận chiến Tàu Ô kể lại với các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng hòa, chốt kiện có những đặc tính như sau. A. Chốt kiện được đào theo hình tam giác có nắp che, rất kiên cố. Nắp hầm đủ sức chịu đựng pháo 105 ly của quân lực Việt Nam Cộng hòa và đạn nổ chụp của pháo tầm xa 130 ly của quân Cộng sản Bắc Việt. Cho nên khi pháo 105 của quân lực Việt Nam Cộng hòa bắn dọn đường cho những trận xung phong, địch quân ở dưới hầm không bị sát hại. Còn khi quân bạn Việt Nam Cộng hòa vừa tràn được đến nắp hầm của chốt là lập tức đạn pháo 130 ly nổ chụp trên đầu nên bị thương vong rất nhiều trong giai đoạn sơ khởi. B. Công sự đào địa đạo cũng khác hơn chốt thường, mỗi hầm có thể chứa đến cấp tiểu đội, theo kiểu giao thông hào hai lớp bắt thành hình tam giác, để hỗ tương từng trung đội, liên kết yểm trợ cho nhau bằng hỏa lực bắn thẳng. Nếu bị pháo của quân lực Việt Nam Cộng hòa bắn sập một góc hầm nào đó thì ngay trung tâm của chốt, cũng như các cán binh Cộng sản ở hai mặt kia không bị thiệt hại. C.
Hầu như các tổ khinh binh ở dưới các hầm của các chốt kiền đều bị xiềng chân với nhau, từng tổ tam tam chế ba người. Lữ đoàn một dù vừa được tăng phái cho quân đoàn ba, quân khu ba lệnh di chuyển đến quận Chân Thành và vượt đến chốt tàu ô cũng lâm vào trận chiến cùng với trung đoàn 43 của sư đoàn 18. Lệnh của bộ tư lệnh quân đoàn 3 quân khu 3 chỉ thị cho lữ đoàn 1 dù cùng với thiết đoàn 5 chiến xa lên tuyến đầu thay thế cho trung đoàn 43 trút về bảo vệ an ninh trục lộ 13 từ Lai Khê đến quận Chân Thành. Tướng Minh ra lệnh cho đại tá Đảo bàn giao trận địa cho lữ đoàn 1 nhảy dù do đại tá Lê Quang Lẫn chỉ huy vừa mới được bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa tăng phái điều nghiên tìm cách phá chốt kiện. Đơn vị lữ đoàn 1 dù và thiết đoàn 5 kỵ binh của quân lực Việt Nam Cộng hòa do đại tá Lê Quang Lẫn chỉ huy thống nhất cùng với các vị tiểu đoàn trưởng 5, 6, 8 bằng cách phá chốt kiện của địch. Lực lượng dù và thiết kỵ liền thay đổi chiến thuật, phân tán mỏng chia cắt bao vây vùng chốt địch. Ban ngày thì dùng đại bác của chiến xa M41 và không quân oanh kích vào các chốt để công phá hầm hố của chốt. Khi nhận rõ vị trí, ban đêm thì cho từng toán khinh binh dùng lựu đạn bò sát vào các chốt kiện tấn công chớp nhoáng, rồi rút đi nhanh để tránh pháo địch. Theo chiến thuật tấn công bất thần và rút đi nhanh ra khỏi tầm pháo địch của các chiến sĩ dù đã tiêu diệt và khóa im rất nhiều chốt kiện của địch trên trận tuyến. Và cứ như thế cho đến hết đêm 13 trạng ngày 14 tháng 4 năm 72, lực lượng dù nhận được lệnh rút ra khỏi vòng chiến, bàn giao trận địa lại cho Trung đoàn 32 Sư đoàn 21 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa trở về quận Chân Thành, tái bổ sung và chờ lệnh mới theo kế hoạch trực thăng vận đổ quân vào tiếp cứu cho An Lộc vào ngày 14 và 15 tháng 4 năm 1972. Mặt trận suối Tàu Âu giai đoạn 1 đến đây kể như được chấm dứt giữa hai trung đoàn quân Cộng sản Bắc Việt và hai đơn vị cấp trung đoàn của quân lực Việt Nam Cộng hòa có thiết đoàn chiến xa yểm trợ, tổng thất đôi bên. Địch khoảng 15 vùng chốt kiện cố địch bị khóa im, tiếng súng có thể nói là bị tiêu diệt hoàn toàn, khoảng trên 500 cán binh bị chôn vùi dưới các chốt bị đánh sập. Bạn, Trung đoàn 43 Sư đoàn 18 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa thiệt hại 30% quân số, Lữ đoàn 1 nhảy dù thiệt hại 10% quân số, thiết đoàn 5 kỵ binh, 5 thiết vận xa cộng 2 M41 và con chim đầu đàn Đại tá Trương Hữu Đức cùng một số binh sĩ tử trận. Bình luận: quân Cộng sản Bắc Việt trong thế thủ, quân lực Việt Nam Cộng hòa trong thế công. Trong giai đoạn đầu, quân Cộng sản Bắc Việt có hai trung đoàn để đóng chốt, quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng chỉ có hai trung đoàn để nhổ chốt. Trong giai đoạn 2, quân Cộng sản Bắc Việt cũng vẫn hai trung đoàn, quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng cùng một lực lượng tương đương. Kết quả: chốt của quân Cộng sản Bắc Việt bị bứng, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã xuyên qua được chốt Tàu Âu. Có nghĩa là quân lực Việt Nam Cộng hòa ở thế công với cấp số 2 trung đoàn mà vẫn thắng được quân Cộng sản ở thế phòng ngự cũng 2 trung đoàn. Quân lực Việt Nam Cộng hòa được lợi điểm là có chiến xa pháo binh và không quân yểm trợ, nhất là áp dụng chiến thuật luân xa chiến. Trái lại, quân Cộng sản thì bị chiến thuật xa lưng chiến của Việt Nam Cộng hòa tỉa hao mòn lần không có bổ sung, nên rốt cuộc đành phải bị tiêu diệt. Tướng Minh thay đổi chiến thuật điều quân. Sư đoàn 21 Bộ binh và chiến đoàn 15 Sư đoàn 9 Bộ binh quân đoàn 4 tham chiến bắt đầu ngày 14 tháng 4 năm 1972 và liên đoàn 81 biệt cách dù cũng có mặt tại Lai Khê vào sáng ngày 16 tháng 4 năm 72. Tương quan lực lượng đôi bên dọc theo quốc lộ 13 về phía nam sau ngày 14 tháng 4 năm 1972. Sư đoàn 7, công trường 7 gồm có 3 trung đoàn 209, 141, 165, bộ binh Cộng sản Bắc Việt, cộng 1 trung đoàn địa phương, 1 tiểu đoàn của trung đoàn 203 chiến xa hỗn hợp. Sư đoàn pháo 69 hỗn hợp gồm có trung đoàn pháo 130 ly, trung đoàn phóng hỏa tiễn 122 ly và 107 ly, và trung đoàn cơ giới phòng không di động. Bạn, Sư đoàn 21 Bộ binh gồm 3 trung đoàn 31, 32, 33 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa, chiến đoàn 15 Sư đoàn 9 Bộ binh, thiết đoàn thiết vận xa của chiến đoàn 15 Sư đoàn 9 Bộ binh, tiểu đoàn 21 pháo binh và tiểu đoàn 21 công binh chiến đấu Việt Nam Cộng hòa.
Sau khi nghiên cứu tình hình và trận thế tại chiến trường An Lộc và Tàu Âu, cũng như tình trạng gia tăng chiến sự trong toàn lãnh thổ quân khu 3, nhất là tại hai quận Trị Tâm và Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nơi trước đây Trung đoàn 8 và Trung đoàn 7 Bộ binh Sư đoàn 5 Việt Nam Cộng Hòa rút đi để tăng cường cho chiến trường An Lộc vào trung tuần tháng 4 năm 72, tại mỗi nơi được thay thế bằng một tiểu đoàn địa phương quân của tiểu khu Bình Dương, hoàn toàn không có lực lượng quân chủ lực trừ bị cho hai hành lang xâm nhập của Cộng quân xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa từ vùng Mỏ Vẹt, tức vùng giáp tranh lãnh thổ cố miên ăn sâu vào Việt Nam Cộng Hòa cận kề bên tỉnh Bình Dương và hậu nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Minh và Bộ Tham mưu duyệt lại kế sách tái phối trí việc phòng thủ lãnh thổ và quân tăng viện cấp thời cho mặt trận An Lộc, cho hợp với tình hình hiện tại, nhất là khi toàn thể sư đoàn 21 và chiến đoàn 15 sư đoàn 9 bộ binh vừa mới được đặt thuộc quyền sử dụng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 quân khu 3, theo thứ tự ưu tiên như sau. Ưu tiên 1, trực thăng vận lữ đoàn 1 nhảy dù và liên đoàn 81 biệt cách dù vào tăng cường cho chiến trường An Lộc. Ưu tiên 2, trực thăng vận và điều động sư đoàn 21 bộ binh và chiến đoàn 15 sư đoàn 9 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa vào vòng chiến để khai thông đường tiếp tế và tản thương cho mặt trận An Lộc dọc theo phía nam quốc lộ 13 từ Nam lên Bắc. Ưu tiên 3, trúc lực lượng của sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn lại có 4 tiểu đoàn làm lực lượng chủ lực trừ bị cho lãnh thổ quân khu 3, đặc biệt là tiểu khu Bình Dương. Chiếu theo thứ tự ưu tiên kể trên, không đoàn 43 trực thăng của sư đoàn 3 không quân căn cứ tại Biên Hòa, lãnh lệnh thi hành một cách rất là thành công và kịp lúc, mặc dù cũng đã có nhiều anh em trong không đoàn phải hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ đầy gian lao này. Dưới áp lực phòng không dường như dày đặc của cộng quân trên khắp mọi nơi dọc theo hai bên quốc lộ 13 từ Chân Thành đến An Lộc, vui cười, phẫn nộ, khóc thương, hàng ngày đều có xảy ra cho các chiến sĩ không quân gan lì của không đoàn 43 trực thăng này. Về ưu tiên 1, không đoàn 43 trực thăng thuộc sư đoàn 3 không quân Việt Nam Cộng Hòa, được sự yểm trợ và phối hợp của đại đội trực thăng số 362 của Hoa Kỳ, cùng các trực thăng võ trang có bố trí đại liên và các dàn phóng hỏa tiễn, yểm trợ đã thành công gần như hoàn mỹ việc đổ lữ đoàn 1 nhảy dù vào hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 72 và liên đoàn 81 biệt cách dù vào ngày 16 tháng 4 năm 72 rất kịp thời và kịp lúc để cứu nguy An Lộc. Hầm và chốt Sa Cam. Trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa sau khi được đổ quân xuống Tân Khai nhận được lệnh của quân đoàn 3 tiếp tục tiến lên để thu ngắn đoạn đường 12 cây số còn lại hướng về An Lộc. Khi rời khỏi Tân Khai 5 cây số đường hướng đông bắc, tiểu đoàn đi đầu của trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh chạm súng nặng với một đơn vị cộng quân cấp trung đoàn. Cộng quân có pháo 130 ly và hỏa tiễn cũng như chiến xa PT-76 yểm trợ. Trung tá Nguyễn Viết Cần điều động hai tiểu đoàn còn lại lên tiếp ứng tại căn cứ hỏa lực Tân Khai. Pháo yểm trợ không ngừng, cuộc quần thảo với quân Cộng sản Bắc Việt bất phân thắng bại, kéo dài đến chiều tối ngày 21 tháng 5 năm 1972. Trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh buộc phải dừng lại và trung tá Cần ra lệnh cho các đơn vị phải bố trí đào hầm hố giả chiến phòng thủ qua đêm, đồng thời yêu cầu pháo binh tại căn cứ hỏa lực Tân Khai thiết lập sơ đồ pháo tập tiên liệu để yểm trợ khi địch tấn công, và những tọa độ khác bắn quấy phá vài tràng định kỳ tập trung sâu trong lòng địch. Khi biết được vị trí của đơn vị Việt Nam Cộng Hòa ở phía nam trong khu rừng gần Sa Cam, cộng quân liền nã trên 500 quả đạn 130 ly và hỏa tiễn 122 ly pháo tập ngay vào vị trí đóng quân của Bộ Chỉ huy Trung đoàn 33 Sư đoàn 21 Bộ binh và gây tử thương cho vị trung đoàn trưởng tài ba Nguyễn Viết Cần ngay trong đêm đó, khoảng 10 giờ đêm ngày 21 tháng 5 năm 72. Trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh bị địch bao vây và cầm chân tại vị trí đó. Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 sau khi nhận được tin trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh bị địch cầm chân và bị trung đoàn trưởng trúng pháo tử vong, liền ra lệnh cho chiến đoàn 15 sư đoàn 9 bộ binh đợi khi hai tiểu đoàn còn lại của chiến đoàn tùng thiết cho thiết đoàn 9 kỵ binh đến căn cứ hỏa lực Tân Khai xong vào ngày 23 tháng 5 năm 72, để lại căn cứ hỏa lực Tân Khai, một tiểu đoàn và một chi đoàn thiết vận xa, ủi ụ phòng thủ do vị trung đoàn phó Nguyễn Ánh Lê chỉ huy tổng quát
còn chiến đoàn 15 bộ binh gồm 2 tiểu đoàn bộ binh và đại đội trinh sát chính do đích thân trung tá chiến đoàn trưởng Hồ Ngọc Cẩn chỉ huy, tức tốc trực chỉ đánh tiếp ứng cho trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh vào sáng sớm ngày 24 tháng 5 năm 72. Trung tá Hồ Ngọc Cẩn di chuyển quân nâng theo khu rừng phía tây quốc lộ 13 gần đến 6 cây số hướng về An Lộc và chuyển hướng ép về phải, vượt qua quốc lộ 13 và đổi về phía đông từ mặt bắc đánh xuống hướng nam, có nghĩa là từ phía sau lưng địch đánh tới, đột phá vòng vây cho trung đoàn 33 còn đang mắc kẹt tại đây. Hai mặt giáp công, lực lượng cộng quân có PT-76 yểm trợ rút lui trở về khu đồng điền Sa Cam, để lại trên 150 xác tại trận địa và hai PT-76 bị các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bắn hạ. Sau khi giải vây cho trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh, cả hai đơn vị bung ra lục soát và giữ an ninh bãi đáp cho đoàn trực thăng Việt Mỹ tản thương cho các chiến sĩ quân bạn, trong đó có xác của vị trung đoàn trưởng Nguyễn Viết Cần còn đang được trùm kín trong chiếc phong sâu từ mấy ngày qua. Tản thương và chỉnh đốn lại hàng ngũ, chiến đoàn 15 trừ và trung đoàn 3 hậu tân di chuyển hai bên quốc lộ 13 tiến dần lên phía An Lộc, cho đến khi hai đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa chiếm được bìa rừng phía nam Sa Cam, 6 cây số nam An Lộc, thì chạm trán ngay với các chốt của cộng quân đã đào sẵn chi chít bên trong rừng cây cao su dày đặc. Mặc dù được pháo 105 ly từ căn cứ hỏa lực Tân Khai bắn yểm trợ, cùng các trực thăng võ trang Cobra của Mỹ và hàng chục phi tuần phản lực của không lực Hoa Kỳ oanh tạc vào đội hình quân địch, chiến đoàn 15 phải tạt qua cánh trái quốc lộ để đào hầm hố phòng thủ, song song bên phải là trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh. Cả hai đơn vị luôn bị pháo 130 ly và hỏa tiễn 122 ly địch bắn chặn, có thể tiến lên dù rằng chỉ vài trăm thước phía trước. Đoạn đường còn lại 6 cây số từ Sa Cam đến An Lộc thật là khó nuốt. Ở giữa Sa Cam trong khoảng rừng cao su 4 cây số nam An Lộc, cộng quân có đào một hầm khá rộng và sâu bên dưới đường rầy xe lửa. Xung quanh hầm chỉ huy này còn có nhiều chốt và giao thông hào chằng chịt yểm trợ hỗ tương lẫn nhau rất chặt chẽ. Đó là chốt cấp trung đoàn, bộ chỉ huy trung đoàn 165 chính quy của công trường 7 Cộng sản Bắc Việt, cùng được sự trợ lực của trung đoàn 141 công trường 7 Cộng sản Bắc Việt trấn thủ, chặn quân Tân Viện. Cái chốt tai hại này đã cầm quân chiến đoàn 15 và trung đoàn 33 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa do vị thiếu tá trung đoàn phó nắm quyền chỉ huy trung đoàn trưởng, không thể nào vượt qua được, mặc dù các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nhiều lần tấn công hay đột kích để diệt chốt, nhưng đều phải trả một giá rất đắt cho mỗi lần tấn công. Quân số mỗi lần hao hụt mà không bổ sung được bởi các khẩu đại liên phòng không được đặt trên các thiết giáp cơ giới di động của cộng quân và các hỏa tiễn SA-7 đã khống chế các trực thăng tiếp tế hay tản thương không còn đáp súng được nữa. Chiến đoàn 15 trừ đào hầm hố cố thủ bên cánh trái và trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa phòng thủ song song bên cánh phải, tản quân trận dài ra để tránh pháo địch, loay hoay tại chỗ gần một tuần liên tiếp. Về việc tiếp tế đạn dược, lương khô và thuốc men đều được các C-123 của Sư đoàn 5 Không quân Việt Nam Cộng Hòa xuất phát từ căn cứ không quân Tân Sơn Nhất Sài Gòn thả dù xuống. Đa số đồ tiếp tế, cả hai đơn vị đều nhận được tương đối đầy đủ, còn các thương binh thì phải đành băng bó tạm để nằm tại chỗ không tản thương được. Toán mật mã tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn bắt được tần số liên lạc và xác định được vị trí của hai đơn vị cộng quân Bộ Chỉ huy Công trường 7 Cộng sản Bắc Việt, vùng 7 cây số Tây Nam An Lộc và Bộ Chỉ huy Trung đoàn 165 ẩn trú dưới các hầm rất kiên cố tại vùng 4 cây số Nam An Lộc. Toán chuyên viên Việt Mỹ đặc trách về B-52 cho tọa độ kể cả tính chất mục tiêu đã yêu cầu hai lần liên tiếp vào ngày 20 tháng 5 và 22 tháng 5 năm 72, nhưng phía Hoa Kỳ đều không thỏa mãn yêu cầu của phía Việt Nam Cộng Hòa, cứ lờ đi cũng không giải thích lý do không thực hiện. Toán chuyên viên đặc trách về B-52 liền trình sự việc lên cho tướng Minh, tư lệnh quân đoàn. Đây là lần thứ ba phía cố vấn Hoa Kỳ của quân đoàn 3 từ chối không cần giải thích với phía Việt Nam Cộng Hòa. Lần đầu vào ngày 18 tháng 4, tọa độ thả bom là vùng phi trường Quảng Lợi, tính chất mục tiêu là bộ chỉ huy đầu não của cộng quân, hầu hết thành phần của chính phủ bù nhìn mặt trận giải phóng miền Nam, hai trung đoàn bộ binh quân cộng sản Bắc Việt. Lần thứ nhì và thứ ba vào hai ngày 20 và 22 tháng 5 năm 72,
tọa độ vùng 7 cây số Tây Nam và vùng 4 cây số Nam An Lộc, tính chất mục tiêu là hầm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Công trường 7 và hầm chỉ huy của Trung đoàn 165 Công trường 7 đặt dưới đường rầy xe lửa dọc theo quốc lộ 13, được thiết kế kiên cố có thể chống được pháo và bom thường của không quân Việt Mỹ. Việc phía Hoa Kỳ từ chối oanh tạc bằng B-52 đã kéo dài thêm chiến trận, đúng ra đã được kết thúc từ ngày 18 tháng 4 năm 72, nhưng đã để kéo dài thêm chiến trận, khiến cho hàng ngàn binh sĩ và dân chúng Việt Nam Cộng Hòa cũng như các cán binh Cộng sản Bắc Việt phải đổ xương máu qua các trận đồi gió, trận tấn công An Lộc lần thứ 3, trận tấn công An Lộc lần thứ 4, trận đánh chốt suối Tàu Ô và cuộc tấn công lần thứ 5, và sau cùng trận Sa Cam, kéo dài từ 13 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 1972. Tướng Minh họp tham mưu tìm cách công phá chốt Sa Cam. Theo ước tính của những chuyên viên công binh và các giới chức không quân Việt Nam Cộng Hòa, nếu muốn đánh sập và tiêu diệt các hầm hố và chốt này, chỉ có hai cách là dùng B-52 trải thảm bom hoặc thả bom CBU, loại bom nổ tạo áp suất cao có thể tiêu diệt con người vẫn còn nguyên vẹn nhờ áp suất của bom tạo ra, và hầm càng sâu dưới lòng đất, sự công phá của loại bom này càng mãnh liệt hơn nhiều lần. Về khả năng dùng B-52 thì kể như không có, chỉ còn trông chờ vào khả năng của không quân Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Một buổi họp kín giữa Trung tướng Nguyễn Văn Minh và vài giới chức cao cấp của Bộ Tư lệnh Không quân, Chuẩn tướng Huỳnh Bá Tính, Tư lệnh Sư đoàn 3 Không quân Việt Nam Cộng Hòa, Đại tá Nguyễn Văn Tường, Tường Mật, Tư lệnh Phó Sư đoàn 3 Không quân, Tướng Minh đem việc Chiến đoàn 15 và Trung đoàn 33 Bộ binh còn bị kẹt tại khu rừng 6 cây số Nam An Lộc, gặp phải lực lượng Cộng quân cấp 2 Trung đoàn Chính quy của Công trường 7 kháng cự rất mãnh liệt và bị cầm chân tại chỗ, đã gần một tuần qua và sự tổn thất do pháo địch càng ngày càng lên cao, các đơn vị bạn không thể vượt qua được cái chốt có hầm đào sâu dưới đường rầy xe lửa và các chốt nổi xung quanh vùng Sa Cam. Dưới sự yểm trợ rất đắc lực của pháo và hỏa tiễn địch, địa điểm chốt đã được toán mật mã xác định được rõ ràng. Muốn khai thông đoạn đường 6 cây số còn lại thì trước tiên, bộ binh của quân bạn phải vượt qua được cái chướng ngại duy nhất còn lại này. Cần không quân đánh bom săn bằng hay tiêu diệt địch đang ẩn trú dưới các hầm kiên cố đó. Dùng B-52 để săn bằng thì hai lần vẽ box nhưng phía Hoa Kỳ đã ra mặt từ chối hẳn. Chỉ còn lại giải pháp là phải dùng loại bom CPU để tiêu diệt bọn chúng mà thôi. Tướng Minh tâm sự, như các anh em đã biết, lực lượng đang tự thủ bên trong An Lộc đang chờ anh em chúng ta đến tiếp ứng từng giờ từng phút. Còn lực lượng tăng viện của chúng ta đã tiến gần mục tiêu An Lộc chỉ còn cách có 6 cây số, nhưng không vượt qua nổi cái hầm chốt Sa Cam này. Mặc dù lực lượng của Chiến đoàn 15 Sư đoàn 9 Bộ binh và Trung đoàn 33 Sư đoàn 21 Bộ binh đã cố gắng bứng chốt nhiều lần trong suốt 2-3 ngày đầu, nhưng vẫn chưa bứng nổi và còn bị tổn thất khá nhiều. Hầm chốt Sa Cam này còn khó hơn cái chốt ở suối Tàu Ô khi trước, nên tôi phải nhờ đến mấy anh em không quân giúp cho ý kiến để làm sao phá được chốt địch. Ý tôi muốn hỏi là có loại bom nào thích hợp như bom CPU chẳng hạn, cũng như loại phi cơ nào có thể dùng thả bom ngay vào hầm của địch để giúp cho bộ binh của chúng ta có cơ hội vượt qua được cái chốt đó hay không? Tướng Minh lại tiếp, ba cái trở ngại lớn nhất của chúng ta hiện giờ là làm sao xóa bỏ thỏa ước về lằn ranh yểm trợ hỏa lực cho chiến trường giữa không quân Việt Nam và không quân Mỹ. Nếu không khéo thì người bạn đồng minh của chúng ta lại nại cớ này lý do nọ mà phủi tay ra đi rồi không có yểm trợ gì nữa hết. Trong khi anh em ở An Lộc ngày đêm đang cần đến không quân Hoa Kỳ yểm trợ, đó là vấn nạn thứ nhất. Vấn nạn thứ hai là làm sao có loại bom CPU. Vấn nạn thứ ba là loại phi cơ nào mới có thể thả bom CPU được. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời các bạn nghe tiếp tập cuối là tập thứ hai.